Chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là thực chiến Thiên Vương Thương ở giai đoạn 12X. Thì anh em đã hỏi mình rất nhiều ấy, thì ngoài phái bá đao hệ kim còn phái nào nữa mạnh nữa hay không, thì còn phái tiếp tục sẽ là phái Thiên Vương nha anh em. Phái Thiên Vương hiện tại rất là mạnh ở kỹ năng số 4 và đặc biệt hơn là bức tử. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ xin rẻ, các bạn tự nạp sơ bay vận hàng lên tới chiết khấu 9%. Và mình sẽ nhận trung gian đóng tin tất cả những sản phẩm của VinG, cũng như là bán khí linh này, kim long on server. Và đặc biệt hơn là anh em cần đúc khí linh thì mình sẽ có nhóm khí linh cho anh em, để vào anh em cùng nhau giao lưu trao đổi nha. Và anh em cần tìm hiểu các vấn đề trong game thì cứ liên hệ mình. Ai à. Cũng khó chịu đấy anh em. Hạt tử mang thầu này ở S24 thì cũng phải nói là cũng hơi mạnh đấy anh em. Nhưng mà lao vào cái đội hình này cũng căng ấy. Để lao vào đội hình này cũng căng vết luôn ấy. Lao vào trong đội hình này cũng hơi bị căng luôn ấy. Sốc kinh quá. Ngán lên, cố lên. Tấn công lên nào. Xông lên. Tấn công lên. Hạt tướng bên hầu cũng mạnh anh em. Hạt bên S24 này, ngoài Anabai ra thì cũng có nhiều hạt mạnh lắm. Như hạt Lâm Anh này. Nếu mà xét về mà Thiên Vương á, giai đoạn này á, thì anh em hỏi có ok không, thì chị mà nếu mà chị hệ mộc á, thì khá ok nha. Đâm boss cũng rất ok nè, tại vì Thiên Vương có chiêu càng đánh ấy, nó sẽ đam nó sẽ lên càng nhiều, nên là đâm boss nó sẽ cũng rất ok luôn em. Công vô ủi màu lùm vô này, lùm biết bao nhiêu người. Chiêu này lên thì cũng lùm biết bao nhiêu. Chọt. Giỡn mặt các bạn. Win. Đứng ngay đây mấy ông Minh Giáo đứng ngay đây. Ừ. Win chùm. Đứng ngay đây win chùm, đợi hồi chiêu mới được. Hay à, chiêu lúc đâu rồi? Bùm rồi. Ừ. Win chùm bật chiến ý lên. Hay à, kinh công xíu anh em. Đuôi ra xíu, đứng này cũng không ổn lắm, mình giao đánh nào á. Cứ chạy xíu đây, đứng ông ngoài đấy xíu này. Lướt chiêu này vô thì mình sẽ được miễn dịch trạng thái một thời gian anh em. Cái chiêu đoạn còn thích này, lướt vào cái thì được miễn dịch một thời gian. Chứ mình chơi bung lôi cũng khá ok đấy, chiêu này lướt vào mình nhớ không lầm thì sẽ được miễn dịch này. Cũng rất là ngon anh em. Trời ơi, sao phe mình bị tấn công dữ vậy. Đàn áp như vậy, xông lên. Để mình giết hết cho. Yeah, xông lên. Ây à, ông kia ông trâu quá, kệ đi, thôi bỏ đi. Kia ông trâu quá. Ông kia trâu vậy. Chạy đi anh em ơi. Để mình qua chặn là vuông địch chưa. Qua bên đây chặn lại. Bùng lôi lên. Bùng lôi. Kia có ông nào cũng giữ gì thôi. Bá đào cũng lầm ghê vậy. Bên kia có bá đào cũng lầm ghê vậy. Anh lầm bá đào ghê vậy anh lầm. Anh lầm. Chết rồi. Khó chịu này. Anh Lâm. Chạy nào. Mấy bạn liều.
mấy bạn liều nó phải chạy ngoài xíu. Trời đó mà ả kìa, ả dữ quá vậy. Liều xong nhau. Liều tao không thích kích hoạt, coi kích hoạt cái mới được. Ai à, liều tiệt chiêu bấm tiệt chiêu. Xong vô kia khó quá luôn, không ai gọi là xong chiến gì mình á. Trời xanh chín gì luôn. Không ai xanh chín phụ mình á, khó chịu thiệt luôn ơi. Bên mình bị ép phe quá luôn ơi. Ông Năm nó đứng đây nãy giờ mình không nói. Đứng đây nãy giờ Lâm. Đó anh Lâm mạnh quá anh Lâm ơi. Trời ơi anh Lâm mạnh quá. Ừ mạnh anh Lâm. Anh Lâm mạnh hơn anh Lâm. Giết anh Lâm cái đã. Mình muốn làm gì làm. Trời má bị Lâm giết luôn. Quái nồi anh Lâm dữ quá. Phải giết được anh Lâm anh em ơi. Chứ không để cho anh Lâm đánh chặn cổng này chết hết rồi. Giết được anh Lâm cái nè. Má anh Lâm chặn cổng khó chịu quá. Cần tấn công mới đi. Từ đánh ở phía bên hông này, giết mấy ông lẻ lẻ ở bên nữa. Kéo ra bớt thôi, kéo ra cái mới thấy được ánh mặt trời. Xong
lui ra xíu từ từ để họ động kích vô nữa. Hút máu lên lại, hút máu không đủ anh em ơi. Cũng cưng ấy, quan trọng lúc đầu mình đánh không có theo chiến thuật anh em. Giờ bên mình ép quá, hai bên kim, hai bên tống, hai ông bá đao khó chịu thực sự luôn. Kinh quá. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu anh em thấy video hay quá đừng quên like, subscribe kênh và ủng hộ Thẻ Xin, cũng như bên mình có bán Kim Long on server. Chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào mọi người.